Xin chào quý vị và các bạn. Trên biển, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 4 và gây biển động. Còn trên đất liền, ngày và đêm nay, hầu khắp các tỉnh thành đều có mưa dông trên diện rộng. Cụ thể, áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào Biển Đông tiếp tục di chuyển nhanh và cường độ mạnh dần, khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 trong mùa mưa bão năm nay, hướng về ven biển khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau là bão nên toàn Biển Đông bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa xuất hiện tình trạng biển động mạnh. Cùng với mưa rào và dông diện rộng, thời tiết và tình trạng biển xấu, tàu thuyền không hoạt động để đảm bảo an toàn. Còn trên đất liền ở các tỉnh miền Bắc dưới tác động của đới gió đông phần phía bắc của cơn bão, chiều tối nay có mưa nhiều nơi. Trong đó khu vực vùng núi và trung du phía đông bắc bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và cả dông mạnh. Các tỉnh miền Trung dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực nên mưa sẽ gia tăng rõ. Trong đó khu vực từ Nghệ An trở vào đến Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Đợt mưa sẽ kéo dài những ngày tới nên người dân cần đề phòng sạt lở đất đá vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông khu đô thị. Do mưa tăng nên nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh miền Trung giảm rõ. Trưa chiều nay quanh mức là 30 cho tới 32 độ. Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão càng khiến cho gió mùa Tây Nam ở phía Nam gia tăng thêm cường độ. Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông bất kỳ thời gian nào trong ngày. Trong đó khoảng thời gian chiều và tối nay, khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to, với lượng mưa trung bình phổ biến là từ 20 cho tới 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Mưa lớn kết hợp với chiều cường dâng cao nên nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ngoài đê bao, người dân chú ý đề phòng. Tại thủ đô Hà Nội, những cơn mưa rải rác vào đêm qua và sáng sớm nay khiến không khí tại đây dịu mát. Trưa chiều trời có nắng yếu gián đoạn với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 32 đến 33 độ. Sau đó vào chiều và tối nay sẽ là những khoảng thời gian thủ đô Hà Nội có khả năng có mưa, mưa rào và dông, thậm chí xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Tương tự, tại thành phố Đà Nẵng là nơi trục của giải hội tụ nhiệt đới đi qua, nên ngày và đêm nay cũng có khả năng có mưa vừa, có điểm mưa to và dông mạnh. Người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông. Còn nền nhiệt cao nhất trong ngày ở thành phố Đà Nẵng chỉ khoảng là 31 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Mưa có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, nhưng lượng mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Nguy cơ cao xảy ra tố lốc và gió giật trong cơn dông. Ngoài ra, mưa lớn kết hợp với chiều cường có nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông giờ tan tầm. Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Trong 24 giờ tới, có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ mạnh nhất có thể đạt cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tuy nhiên, đường đi của áp thấp nhiệt đới sau là bão còn phức tạp, nên người dân cần cập nhật liên tục để có phương án phòng chống.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau là bão nên toàn Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xuất hiện tình trạng biển động mạnh, cùng với mưa rào và dông diện rộng. Thời tiết và tình trạng biển xấu, tàu thuyền không hoạt động để đảm bảo an toàn. Còn trên đất liền, giải hội tụ nhiệt đới vắt ngang qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng mạnh dần. Chính vì vậy, trong 3 ngày tới, mưa dông có xu hướng gia tăng mạnh trên khu vực này. Mưa thường tập trung vào chiều tối và đêm, vì vậy cần phải hết sức cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nên nền nhiệt trong 3 ngày tới sẽ không cao, phổ biến đồng đều từ Bắc vào Nam với ngưỡng nhiệt ngày cao nhất trong khoảng là từ 30 cho tới 33 độ và có nơi cao hơn. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên cả hai khu vực có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Đợt mưa lớn tại đây kéo dài đến khoảng ngày 19 tháng 9, nên người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn kéo dài gây ra. Trong khi đó, tại các tỉnh thành miền Bắc nằm ở rìa Bắc của giải hội tụ nhiệt đới, nên khu vực sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời điểm mưa thường tập trung về chiều tối và đêm. Từ đêm ngày 20 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Người dân chú ý để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 17 tháng 9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.